Xin chào các em, hôm nay cô sẽ giảng cái bài số 5 phép nhân và phép chia phân số. Đầu tiên thì phép nhân phân số, công thức mình sẽ lấy là tử, mẫu, nhân mẫu. Còn về phép chia phân số thì sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với nghịch đạo của phân số thứ hai. Bây giờ cô sẽ cho mình một cái bài tập lấy ví dụ trong sách Chân trời sáng tạo ha. Bài tập đó là bài tập ví dụ 1. Ví dụ 1 cô có -2. Ví dụ 1 -2/7 rồi nhân cho 4/-1, 4/-11. Như vậy thì mình sẽ lấy tử nhân với tử. Ở đây tử của phân số thứ nhất là -2, tử phân số thứ hai là 4. Tiếp theo mình lấy mẫu nhân với mẫu, nghĩa là 7 nhân với lại -11. -2 nhân với 4 sẽ ra -8 và 7 nhân -11 sẽ ra -77. -8 chia -77, hai dấu trừ mình đơn giản còn 8/77. Rồi, ví dụ 2. Cô có là 2/5 nhân với -6/7. Như vậy chúng ta sẽ lấy tử nhân với tử và mẫu nhân mẫu, nghĩa là 2 nhân với -6 và 5 nhân với 7. 2 nhân -6 sẽ ra là -12. -12. 5 nhân với 7 sẽ là 5 nhân với 7 sẽ là 35. Như vậy đáp án là -12/35. Tiếp tục mình qua phép chia phân số. Ví dụ ở đây cô có phân số là ví dụ 1 của phép chia nha các em. -4/-3 chia cho 7/-5. Như vậy mình sẽ lấy phân số thứ nhất là -4/-3 nhân nghịch đảo của phân số thứ hai là -5/7. Ở đây là chia 7/-5 thì mình nhân nghịch đảo vô là -5/7. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. -4 nhân cho -5 và -3 nhân cho 7 bằng -4 nhân -5 là 20 và -3 nhân 7 là -21. Đáp án sẽ là -20/21. Ở đây cô có ví dụ 2. Ví dụ -2/7 chia 4/7 thì chúng ta sẽ lấy -2/7 nhân nghịch đảo lại là 7/4. Tiếp tục lấy tử nhân tử, -2 nhân 7, mẫu nhân mẫu, 7 nhân 4. Ở đây các em thấy trên tử có 7, ở mẫu có 7. Mình đơn giản 7 với 7 này đi. Vậy còn -2/4. -2/4 rút gọn còn -1/2. Rồi, được chưa? Tiếp tục ở đây cô có một bài trong sách Chân trời sáng tạo là bài số 1. -2/5 chia cho 3/-4 và nhân 4/5. Cô sẽ giải đáp bài này cho các em nha. Chúng ta ghi lại đề bài một xíu là -2/-5 chia cho 3/-4 nhân cho 4/5. Rồi, các em sẽ thấy ở đây mình là phép chia phân số. Như vậy mình sẽ lấy -2/-5. Làm sao các em nhân nghịch đảo của phân số thứ hai, nghĩa là nhân cho 4/3. Rồi ở sau mình nhân 4/5 lại. Ở trên đây mình sẽ có là -2 nhân cho -4 sẽ ra 8, -5 nhân 3 sẽ là -15. Rồi chúng ta nhân cho phân số ở sau là 4/5. Tiếp tục mình lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Tử nhân tử sẽ là 8 nhân 4 bằng 32. -15 nhân 5 sẽ là -75. Đáp án sẽ là -32/75. Rồi cô hướng dẫn các em một số bài như vậy. Những bài sau thì mình tiếp tục mình làm nha các em. Hôm sau cô sẽ ra video về bài 6, giá trị phân số của một số. Rồi xin chào các em.